chưa đắp mà bây giờ cái này nó bạc màu luôn rồi nè. 5 tháng rồi nè mọi người. Này quá. Thật sự nè, không còn bạc màu tới 5 tháng hết trơn. Trời ơi, cái te tu hết rồi chưa. Đắp được trơn rồi. Đây là những cái góc còn mà em thường hay đu nè mọi người. Bây giờ không biết nó còn vững chắc để em đu không. Đường không được, chẳng được mọi người nha. Ngon, cái này còn ngon. Ngon. Trời ơi, bạc đồ màng mùng chiếu gói gì rớt hết trơn rồi. Ai mình nhớ những cái đi cái dùm lên trên trở mình ngồi make up đồ ha. Ừ, lên thăm chứ. Mọi người nha, tất cả mọi thứ đều phai màu, nhưng cái bạc lộ vẫn không phai màu nha. Không phai màu nha quý vị nha. Tất cả mọi thứ đều bạc màu hết, nhưng cái mặt nó không phai màu. Trời ơi, cỏ mập luôn nè mọi người ơi. Cỏ mập luôn nè mọi người. Cây mập luôn mọi người. Cây mập nè, thiệt sự nè mọi người. Quá trời rồi, cỏ mập. Quá tiêu điều mà quá. Trời ơi, tiêu điều. Trời ơi, bóng đèn bể luôn. Trời ơi, trời ơi, mọi người. Mặt thang tụi em đi lên đi xuống hàng ngày nhưng mà sụp luôn mọi người. Ngày xưa cậu 120 tí đi không sao. Bây giờ trời ơi, ai hết tiền 10.000. Ô trời ơi. Trời ơi, chắc lòng lụm đi dán lên xài được em. Xài nào. Mà thật sự mọi người hồi xưa là em 120 kg em lên đây không sao hết. Bây giờ lên không dám lên nha. 6 tháng rồi bây giờ nó một cái. Quá đi tà. Quá đi tà. Chết. Nơi đây là nhiệt hình rồi. Quá buồn mà. 6 tháng điều tàn quá ha. Có 6 tháng à. Thật sự là mỗi lần bây giờ không dám leo lên sợ nó sập. Thật sự là mỗi lần bây giờ không thấu cảm thấy rất buồn ha. Kỷ niệm nhiều. Kỷ niệm gắn bó nhất ở đây em nhớ là cái đêm diễn nào không? Ở tại sân khấu này ha. Đó, mỗi đứa ngày 30 tháng 4 á là cái đêm mà đêm diễn với lại có nghệ sĩ Phi Nhung. Thật sự đêm đó là rất là vui luôn. Đêm đó diễn em nhớ nha, diễn tới 10, 11 giờ rưỡi ngoài. Đúng rồi. Theo như đúng chỉ tiêu là chỉ có 10 giờ rưỡi là mình đã out chương trình rồi. Đêm đó diễn tới 11 giờ. Khán giả quá là sung. Quá sung với là khán giả cũng có yêu cầu nên là diễn tới 11 giờ rưỡi luôn. Là diễn yêu cầu của khán giả. Rất là vui. Là tất cả hầu như là bữa đó là tất cả chị em mình đều vui hết, không phải đi ngày đó ngày xong ngày em còn nhớ là ngày đó em đi show bên Ion xong mới về. Đúng rồi, về, vui thật sự quẩy. Rồi ngày ngày diễn cuối cùng là ngày 3 ngày 1 ngày hôm sau đúng không? Hôm sau, sau là ngày 2 tháng 5 là ngày diễn cuối cùng. Em mặc áo giờ trắng em còn nhớ mà. Diễn ở đây. Nhưng mà bữa đó em diễn đây chị diễn với Bình Dương. Hai ngày một tay em diễn với Bình Dương. Hôm bữa một tay em diễn với Bình Dương. 30 tháng 4 là thứ 6, một tay là thứ 7. Chủ nhật là hai tay, lúc đó nghỉ được 3 ngày, 4 ngày kìa đó. Thành ra là tới giờ luôn. Xe tới rồi chị mọi người. Xe tới rồi. Xe tới rồi. Xe tới đưa. Mà lên lên. Thôi không nữa. Mà lên. Lên đi về. Dạ. Quá buồn mọi người, thật sự buồn. Sao buồn, nó đi thấy cười thôi mà buồn cái gì. Hôm nay giờ khóc buồn như con mèo má. Ba thiệt quang sự. Tàn hết trơn. Đắt hết trơn à. Lại một năm không được tổ chức cái gì. Biết lô tô, sắp rồi, qua bên kia có thể làm qua năm mới thì qua năm mới rồi, ai có năm nay rồi làm gì? Cho xuất sắc, xuất sắc. Thôi chắc em với chị làm giám khảo á. Không không, không được cái gì kia là hai đứa mà không có gì dở là hai đứa dở rồi, hai đứa dở làm ba giám khảo bình thường. Bây giờ giỏi giỏi qua bên. Đúng, đúng rồi, đúng rồi. Qua bên. Đúng rồi, không già rồi. Dạ, ôi thôi thôi, gan rồi trời. Thôi thôi. Đây đây. Ai già thì nói đi. Ai già? Đi nói người ta già đó, ai già? Nói đi. Tớ bịch cãi già. Đúng rồi. Thật sự mà em giàu mọi người đẹp không mọi người. Em là thiệt á, sang trọng mà. Không, hồi bữa em làm cái tóc sang nha. Sang phải không? Ừ, cái máy lên đây nha, xong rồi lúc lúc này đó là không có mà áo dài mà phong cách Hồng Kông nha mọi người. Không có đội tóc giả nữa. Ủa, không có đội tóc giả nữa, chỉ cần tóc búi là được rồi. Ủa, có tóc búi đó không? Tóc thiệt hả? Tóc thiệt. Búi thiệt luôn. Ờ, thiệt mà giả chăn gì đó hả? Không, mà thật sự là ủa, xe này tỏ đồ mình tóc không chở chở em chị đó đi bán đấy là bây giờ chở gì đang chờ bò đi, cái sân này là cái cột này là sao bây giờ cần giờ là cần tổ nè âm thanh ánh sáng thôi giờ leo lên sân khấu lần cuối rồi từ từ không em ốm không sao chứ chị sợ đó bên mấy cái chị sợ là sập cái là một toan mà mọi người còn lúc mà mới toan luôn đây đây là tầng gần quay đi mà là con số gì đây nè. Quá bây giờ nó không còn quay được nữa luôn. Quay được chứ. Quay được nhưng mà nó bị gắt á, nó không có dầu á. Nó bị gắt rồi. Ôi trời ơi, bụi bặm đóng rong đóng riêu luôn. Dạ chiêu số. Không hai chiêu số các bạn. Kéo đi, kéo thử. Kêu bà. Kêu còn nhớ số không? Số gì đây, số gì đây, số gì đây. Bài nào hay hay nha. Hay hả? Không phải cũ không à. Cây xanh lá xanh kia nào cũng xanh đó bà. Ủa, cái này không có vô được. Cái này không có vô được. Cái lá xanh nó là cũng xanh đúng không? Đó.
cái gì, cái giếng nước trong phải dành túi hẹ. Em đây bây giờ bỏ mẹ heo trai 42. Đúng rồi, hay quá. Đó. 16 nè. Sao mẹ hát đi. Bài này là 16 là cái con âm ba thung rụng nhưng mà nó xong lạnh. Em tính bảo lá rụng. Phong cài tôi tài kêu quạnh. Nói chung là hết thuộc rồi. Ô Bình Khải còn nhớ bài lá đu đủ không? Còn chứ chị, nhớ nha, chồng gần không lấy, em lấy chồng xa, giờ đó nhớ mẹ thương cha, còn đâu mà mua vé bay về Việt Nam lăng tăng đi kiếm bông mù ăn bông mà đu đủ chứ cầu 2 năm. Ủa lên 2 năm luôn hả? 2 năm luôn rồi. Hết sáng đi rồi. Còn sáng đi rồi. Lại mà sáng đi mà còn cái vậy nè. Mà 2 năm là như cái hũ cốt mà em nói luôn có lại. Không hành sự. Ba tài. Không bây giờ nè, bây giờ nè, em bây giờ là chương trình rất là hot. Em làm donate pay đi, chụp hình với lại cái lồng cầu. Bây giờ là trưng cột xích nè. Bây giờ nè. Chết rồi, thấy chưa? Mọi người thấy không mọi người? Đó, đàn ông của đòn là đi trễ không? Giờ phụ nữ ta làm không nè. Không, bữa nào phụ nữ trai thôi chứ tâm hồn phụ nữ em cũng nói vậy. Cái này bỏ lên luôn không anh đẹp? Cái thảm nè. Bỏ lên luôn. Chị đã nhét vô nổi rồi nha. Ê coi con hình như nó nhét cái trong cái lỗ coi chừng rớt gì đó. Ấy cái ở dưới kìa. Anh lên lên bây giờ là mọi người đang dời các vật dụng cũ rồi, chuột cắn hết rồi. Mấy chuột bị quá, một năm không tuyệt vời sắp qua. Thật sự là không tuyệt vời nữa mọi người. Cái bóng đèn không xài được á. Bóng đèn là xài ít tận đỏ, cái lồng đỏ. Cái đinh nó cục. Mày đẹp không đi. Thật sự quên đường quý vị, 6 tháng 7 tháng không đi qua đây quên đường, chạy qua cầu Thiên Nghè luôn, chạy qua cái kho mà tính thằng gái mà không biết đó. Cái này Bình Hải cũng tốt nhìn trẻ trẻ măng. Ừ, trẻ măng à. Ê mà nè, thật sự rất giống nha, giống như mấy cái cô mà lớn lớn tuổi á, nhòm cái màu tóc y chang rồi, tóc nó chỉ nó trái trái cho đuôi nữa, xuất sắc. Thôi nói gì là kinh phụ người ta nè. Người ta cái nó đẩy ra đó, cái vòng quay đó. Vòng quay trúng cái gì đó bà nào hồi ơi, hung rồi đó. Yêu đồ đó. Đồ hôn đó. Không, em đứng trên đây em rinh xuống luôn. Em đứng trên đây em rinh lên luôn. Mỗi lần giờ sân khấu là cảm giác mình buồn sao. Ủa ông Bút, ông nói là ông đâu à? Dưới này. Ở dưới nhà để nó rớt. Còn cái bậc thang này quý phái gì nè. Sợ hãi cái bậc thang gì nè. Anh cứ đi rớt rớt, anh rớt rớt. Đi ơi. Đi. Đi vô. Ta chở đồ về nhà hết rồi đó. Ủa con bé mua nước một mình của cái chợn. Ủa? Ủa con bé tạm đi. Đi. Ý là anh kêu nó anh lấy cái giấy mà anh ghi thì mình nhập tư gì mình để ra, đúng không? À, rồi ghi đây hả? Đúng không? Cái lên dẫn nó hồi lên. Tập mất ghê. Mùi bán giỏi luôn. Nè,
không nó cũng nhẹ à, cũng được có thể. Hỏi cái gì đó, cái giấy sai sai giặt ly vậy á. Nó giặt ly. Thấy thì đi coi lại. Sao ngủ bánh. Trời ơi. Ê, cũng bốn mắt chúng tôi. Mày gánh này mày dám bộ mày. Trời ơi là trời. Gì? Cái tờ giấy khai kia đi giấy vô đâu rồi, cái giấy đâu? Để để cầm quá hả? Ờ. Nút giữ chỉnh kìa. Đi thôi ơi. Con đúng là con quằn. Mấy con dính này sắp xong rồi. Trời ơi, thì đâu có biết cưng ở bên đó, biết cưng đem đi luôn. Cái này là em muốn nói cho Hồng Nguyễn rồi mà. Đâu biết cưng đi, kiếm làm hiểu. Cái gì ghế vậy? Anh gửi rồi, cưng lên thì nghe ra. Từ từ nó chạy nữa. Ờ quên cái hộp đó ha. Đồ mà lộ gì không mày giả bò đi, tao đánh cái đó lấy gì nước này trên đây đi mất dài để đó lấy cái đó mày ơi nước này chị Ngọc uống gì chị Ngọc cái này nặng hơn cái kia nhiều quá vàng dạ. Ở không mình nặng thì cũng hai dinh hai người mà xỉu á. Để cái nước anh dinh cái bột. Trời ơi ai cũng chồng hết mày không dinh mày chứ chồng mày hoài. Cái đèn kia kìa, cái đèn quay máy kìa. Được chỉ trời ơi là trời tôi tức quá sao cái này nặng ghê gì đó cũng là nặng lắm á nặng lắm thôi thôi chứ nặng đang quay ra đang quay ra đây là bản đoàn Lotus có cái hạt màu ha đi ơi bạn này giờ đi ba lần một hai lần ủa mà giấy đâu nó đang trên xuống đó nó đang trên tận mấy chứ cái hồi quay cái MV của lộ lộ là cái bạn này đúng, đúng rồi đúng rồi, dạ. Đúng rồi. Anh đạt tiếng được giấy nè giấy gì đi ghi đi nghe nè giấy gì anh nấu uống nguyên tháng rồi quay gì cái chợ không có đồ ăn không thì đâu có chắc nhưng mà từ từ mình về chứ là về em hiểu không về ùng ùng quá nó còn một lúc á mọi người có nhớ cái bản này không em bị phạt bao nhiêu lần em không có bị phạt nha bữa không, không. Em có vậy. Cái miếng là mặc áo ngực hình mảng cầu thôi à không em có bị phạt nhiều lắm mà em không có đâu không có nha không bao giờ đâu ai bị phạt nhiều nhất em không có bị khải có bị khải mà không bao giờ đóng tiền bây giờ là xóa hay là vừa em không còn tóc giả nữa em đâu sợ điều đó đúng rồi chị bây giờ chị với chị á em đâu có bị tóc giả nữa không chị chỉ bị người ta lột thôi chứ chưa bao giờ làm nữa không được không không mà ý mà cũng có những cái bài này cũng lâu lâu cũng vui chứ bộ nhưng mà ý là gì cũng thôi cũng không thật sự có những cái mình làm như mấy bạn á hứng quá thì vô tình làm thôi chứ không ai muốn làm cái điều đó nó xấu hết trơn á vô tình mà nhưng mà tôi cũng thà tạo ra được nhiều cái vui cho mọi người nữa. Bỏ cái đèn mới đi không? Hả? Cái bản cái bộ đèn. Ai biết đặt cam đâu mà bản đâu có cái đó đâu. Đặt lại cái máy khói đó. Không có hỏi năng đạt nè. Anh đạt cái dòng xây có đi không? Lấy không? Có má. Có kìa. Bỏ cái đó nặng lắm mấy má. Giờ kính tại đây kính hết ba đứa cái đó dinh ba người đâu người gì à nãy ra đây đi anh tính ở đây thôi mình lên ở đây thôi
Đây bỏ vậy, bỏ cái máy tối xuống đi anh, bỏ máy tối xuống đi anh Đạt. À, anh. Ờ đúng rồi, cái đó. Bỏ cái máy tối xuống luôn anh. Trời ơi, chắc được ăn sinh nhật khán giả đây rồi. Nhưng những cảm ơn. Đừng, đừng. Ăn ốc phụ cái này. Nhẹ lắm. Nhẹ, ừ, bà nhẹ thôi à. Nhẹ. Nhẹ mà. Ba người cũng được. Ê, cái ghế kìa. Hello đi học. Anh Cường. Hello đi học. Hello mấy con. Sao giờ mới qua nè? Nãy giờ mọi người nhắc tới em quá đứng trời. Đứng xe nói chuyện với xe mà em khóc ấy. Sao chị nắm tay nhau khóc quá trời. Chắc có thể vừa là bây giờ đó nè. Đâu có vừa đâu anh Út. Không vừa. Cao hơn là cũng được. Để lên môi rồi. Môi sợ vừa. Vừa đâu. Cái nghe cũng vừa đâu. Cái này bụi hơn. Để xéo gì thì được. Xéo lắm. Mà không bao giờ để xéo nữa chứ. Kìa lấy cầm qua hay gì kìa. Má đi du lịch qua đó. Cũng không vừa luôn. Không vừa. Xéo vậy rồi sao gì. Cái này đi chơi đó đi nha. Cái này là. Nghe chị điện.